Phục Jin quá nhỏ, quá đơn điệu, không có nhiều màu sắc, không có nhiều tăng chỉnh. Hoặc là Phục Jin nhúng yếu, dễ sàn lắc, qua ổ gà kêu lập cụp. Và nếu như các bạn đã quá chán nản với những tình trạng kể trên của cây Phục Jin của mình thì Vinh xuất hiện ở đây để đem đến cho các bạn một cái giải pháp. Đó chính là Phục chính hãng của Racing Boy có mức giá tầm trung dành cho tất cả những dòng xe số phổ thông, trong đó có cả rim. Đầu tiên sẽ là A-Series với thiết kế thẩm mỹ, trẻ trung, cứng cáp. Ti phục 7mm, lò xo phục 4mm. Phục có 7 nấc tăng chỉnh nặng nhẹ, an toàn hơn so với Phục Jin. Ở phần lò xo này chúng ta sẽ có 3 màu, đỏ, đen và vàng. Giá của nó là 900 cành cho một cặp. Tiếp theo sẽ là Phục Racing Boy C-Series. Thì dòng này cao cấp hơn dòng A một tí xíu, với bề ngoài được làm bằng chất liệu nhôm. Ti phục cũng lớn hơn, tăng chỉnh cũng thoải mái hơn. Ti phục 10mm, lò xo phục là 4mm. Chế độ tăng chỉnh độ nén lò xo chúng ta có thể dặn tùy ý thích của mọi người. Chỉnh độ nén lò xo tùy ý thích nghĩa là sao? Nghĩa là cái vòng này chúng ta có thể xoay lên và xoay xuống bao nhiêu vòng tùy thích của các bạn để thay đổi cái độ nén của lò xo, nó không bị giới hạn bởi số nấc, xịn không? Ở dòng C này thì lò xo của nó cũng sẽ có 3 màu, đen, đỏ và vàng. Giá của nó là 1.450.000 cành. Phiên bản Racing Boy A và C này đều mang chế độ bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 về lỗi của sản phẩm. Với chiều cao là 335mm sẽ sử dụng được cho các dòng xe phổ thông của Honda. Còn có một phiên bản nữa chiều cao là 275mm là sử dụng dành cho Sirius và Jupiter. Giờ có hình ảnh Phục C này mà lên chiếc ghim đẹp xuất sắc như thế nào này nha, cứ như là thiết kế dành cho nhau vậy. Còn nhúng em thì khỏi phải nói luôn, trên cái cặp Phục này là khỏi sợ phải tải hàng nặng hay là gớt ổ gà phát ra những tiếng kêu cụp cụp nữa, cực kỳ an toàn, êm ái và hiệu quả. Các anh em xe số muốn có một dàn chân chất lượng thì hãy ghé số 2 bánh lên ngay cặp Phục Racing Boy này cho xem mình nha.